Không nên sử dụng delete, hãy sử dụng lệnh trang kết để xóa toàn bộ dữ liệu của bảng. Lý do tại sao các bạn hãy đón chờ ở phần tiếp theo của video Lập nhé. trình quá nhanh. Học nhanh. Phần đầu thì chúng ta sẽ học cách xóa dữ liệu bằng cách sử dụng chuột. Chúng ta sẽ chuột phải vào bảng, chọn Edit Top 200 Row. Dữ liệu hiện ra thì bạn muốn xóa bản ghi nào thì bạn chuột phải ở đầu dòng muốn xóa. Chọn Delete. Yes. Như vậy là bản ghi thứ 6 của chúng ta đã bị xóa đi. Chúng ta cùng select lại dữ liệu. Bây giờ chúng ta đã xóa được dữ liệu. Cách thứ hai, chúng ta sẽ xóa dữ liệu bằng câu query. Thì chúng ta sẽ viết như sau: Delete from tên bảng khách hàng where. Các bạn phải luôn luôn nhớ là có điều kiện where. Chúng ta sẽ khóa xóa khách hàng có mã ID, mã khách hàng bằng 7 đi. Execute. Đã xóa một dòng, chúng ta cùng select lại dữ liệu. Như vậy là chúng ta đã xóa được thành công một bản ghi nữa. Chúng ta sẽ tạo ra một bảng khách hàng 4 từ bảng khách hàng mà không có dữ liệu. Sau đấy thì chúng ta sẽ design bảng khách hàng này. Chúng ta sẽ cho mã khách hàng tăng lên 1, tự tăng lên 1. Thì ở đây chúng ta sẽ nhấn vào, chọn vào dòng đầu tiên là mã khách hàng. Ở column property thì chúng ta sẽ trỏ lên phần identity specification. Chúng ta double click vào dòng user identity. Như vậy là mã khách hàng của chúng ta sẽ bắt đầu từ 1 và tăng lên 1 mỗi lần insert. Ok, chúng ta sẽ tiến hành thêm dữ liệu. Execute. À, xin lỗi các bạn, chúng ta chưa lưu lại cái user identity này. Chúng ta sẽ chuyển sang tab Design Table. Chúng ta nhấn Ctrl S. Một lỗi, đấy là không có quyền chỉnh sửa bảng. Và sau khi tra cứu thì tôi đã tìm ra được cách như sau. Đầu tiên thì chúng ta sẽ vào Tool Option Designer. Tool Option Designer. Sau đấy chúng ta vào kích vào click table and database design, chọn bỏ chọn prevent saving change. Đây, ok, chúng ta hãy thử lưu lại Ctrl F. Như vậy là chúng ta đã lưu thành công. Chúng ta sẽ quay lại với câu này, execute. Như vậy là chúng ta đã thêm dữ liệu vào thành công. Như vậy các bạn có thể thấy là khi chúng ta đặt identity cho mã khách hàng này thì nó sẽ tự tăng lên 1. Đây thì chúng ta không cần phải thêm nữa. Thì để xóa toàn bộ dữ liệu của bảng, chúng ta sẽ thử với cách delete chúng ta sẽ xóa toàn bộ dữ liệu của bảng 204. Như vậy là chúng ta đã xóa bảng thành công hai dòng này. Chúng ta cùng sẽ lấy lại, chúng ta xóa thành công. Bây giờ chúng ta sẽ thêm dữ liệu. Các bạn có thể thấy là bản ghi của chúng ta hãy bắt đầu từ 3 chứ không phải là 1. Nếu như chúng ta sử dụng truncate table
Hàng 4. SQ. Đây. Xóa thành công. Thì chúng ta insert dữ liệu. Chúng ta cũng sẽ lấy lại. Đấy, nếu chúng ta dùng chan kết thì cái identity của chúng ta sẽ bắt đầu lại từ một. Đó là một trong những lý do mà chúng ta nên sử dụng chan kết table chứ không phải là delete khi xóa toàn bộ dữ liệu của bảng. Chan kết table sẽ xóa toàn bộ dữ liệu và giữ nguyên cấu trúc của bảng. Một vài ưu điểm khi sử dụng chan kết nữa là nhanh hơn delete vì cơ sở dữ liệu sẽ xóa toàn bộ nội dung của bảng bằng cách giải phóng không gian lưu trữ, không thực hiện xóa từng bản ghi một như delete. Một vài lý do mà chan kết nhanh hơn delete bao gồm không ghi vào nhật ký, no logging, không kiểm tra ràng buộc, no constant check và không tự tạo điểm lưu trữ, no transaction log entry. Ngoài các cách xóa dữ liệu vật lý như đã kể ở trên thì chúng ta còn một cách xóa khác, đấy là xóa logic. Đầu tiên thì chúng ta sẽ thêm một cột, đấy là cột bị xóa, có kiểu dữ liệu là bit hoặc là true hoặc là false đấy, kiểu dữ liệu boolean ở trong Java. Tiếp đến thì khi chúng ta muốn xóa dữ liệu thì chúng ta sẽ dùng câu lệnh update, update khách hàng set bị xóa bằng true và where mã khách hàng bằng một. Chúng ta sẽ xóa logic khách hàng số 1 là SQ, một row ảnh hưởng, và chúng ta sẽ select lại. Vì chúng ta xóa logic nên khi nếu chúng ta select sao toàn bộ bảng khách hàng thì dữ liệu vẫn còn đấy, cho nên để select những bản ghi không bị xóa thì chúng ta sẽ thêm điều kiện where bị xóa bằng false bị xóa is null là cùng execute có lệnh. Như vậy là chúng ta đã select ra được những dữ liệu không bị xóa. Còn chúng ta không có que thì chúng ta sẽ select cả những bản ghi đã bị xóa logic. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.